Xin kính chào tất cả các quý khách hàng, các cô chú và anh chị em đang theo dõi kênh của em Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình ạ. 0832 62 5789 để em gửi hàng. Hôm nay thì em sẽ bán các sản phẩm là sản phẩm quần và áo Levi's mới nhá. Kênh của em là Hàng Thùng nhưng mà lâu lâu để sẽ lên một video về sản phẩm mới. Và ngày hôm qua thì em đã về được một số lượng hàng cực kỳ lớn luôn. Và em đã gửi trả đơn các đơn. Hôm nay thì em lên đây để canh các chú là thứ nhất là em mà bị sót đơn ấy, em bị sót đơn em chưa có gọi điện lại bởi vì trước khi em gọi điện để gửi hàng thì em sẽ gọi lại cho anh các chú một lần nữa để chắc chắn là các anh các chú mình muốn mua sản phẩm rồi em mới gửi đi. Nếu như em còn sót đơn của ai ạ thì vui lòng thông báo lại với em để em gửi đơn nhanh chóng nhất nhá. Đó, còn những chú mà mình cần đặt hàng mới thì cứ vui lòng liên hệ với bên em. Trong trường hợp mà mình có đặt muộn mà có hết hàng ấy thì các anh các chú vui lòng đợi đợt sau em về hàng thêm. Và áo nhà em ngày hôm nay ạ sẽ bán đồng giá 900.000, quần thì là sẽ bán 650.000. Em sẽ giới thiệu sản phẩm chi tiết đây ạ. Hôm nay thì em sẽ chỉ có một con duy nhất là ba đường chỉ như thế này thôi, còn lại áo nhà em sẽ là hai đường chỉ như thế này đây ạ. Áo kiểu dáng này thì nhà em sẽ có ba tông màu các anh chú nhé. Đây là màu xanh nhạt, đây là màu xanh đậm. Đây ạ, cái màu xanh đậm này này là cùng với cái màu quần, cùng với màu quần mà hàng ngày em vẫn bán đấy ạ. Em vẫn bán cho anh các chú. Đây, nó là cùng tông màu các anh các chú nhá, cùng tông màu với màu quần mà cái màu quần xanh mà em vẫn bán, các anh chú mua rất rất nhiều ấy. Đây là màu xanh đậm này. Và em có màu đen. Em có màu đen. Màu đen nhá chứ không phải màu xanh đen. Màu xanh đen này thì nó mới giống là màu quần em vẫn bán này. Còn đây là màu đen hẳn luôn. Đó. Em sẽ lên sản phẩm rất là chi tiết để các anh chú mình quan sát. Đây ạ, màu xanh nhạt này. Màu xanh nhạt này thì là nó trông nó rất là bụi bặm và trẻ trung anh chú ạ. Đó, tất cả các cúc của nó đây, nó đều có tên thương hiệu Levi's ạ. Có tag này. Đây ạ. Tác ra đầy đủ luôn. Chất của nó nhé, tất cả hàng nhà em ngày hôm nay kể cả áo hay quần đều là hàng chất cốt tông, không co giãn, không co giãn anh các chú ạ. Kiểu dáng thì rất là trẻ trung, nó là kiểu cơ bản thôi. Độ tuổi nào cũng mặc được, kể cả các anh các chú mà tầm khoảng 35 tuổi này đến những chú mà tầm 70 tuổi mình vẫn mặc được những con như thế này. Tùy theo phong cách của các anh các chú để mình lựa chọn đồ cho phù hợp thôi, phối đồ nữa. Đó. Đây các anh các chú ạ. Cái áo này nhá, cái áo hai đường chỉ này này thì nó sẽ có đường may nó rích rắc như thế này ạ. Anh em chú có thể quan sát tất cả các áo hay quần nhà em thì đều may chỉ vàng, đều là chỉ vàng hết anh em chú ạ. Và em xin nhắc lại một điều nữa, đây là hàng của Thái Lan xuất Mỹ chứ không phải là hàng sản xuất tại Mexico hay San Francisco. Còn anh em chú mà cần đặt hàng ở Mexico thì cứ thông báo với em sẽ có thể order cho anh em chú ạ. Chỉ khoảng tầm 7 đến 10 ngày thì em sẽ có hàng, nhưng mà giá của nó sẽ rất cao. Ví dụ một con áo như thế này ngày hôm nay em bán là 900.000, nhưng mà các anh các chú mà mua cái sản phẩm mà em order ấy của San Francisco hoặc là Mexico ấy thì giá nó cỡ khoảng tầm gần 3 triệu một sản phẩm các anh các chú ạ. Tùy theo từng thời điểm thôi vì là nó phụ thuộc vào giá đô. Còn con này, những cái hàng nhà em bán nhá, các anh các chú đã trải nghiệm rồi thì mình biết là cái chất lượng đúng không ạ. Còn những anh các chú mà mình chưa trải nghiệm thì cứ vui lòng đặt hàng đi, mình về mình kiểm tra hàng, đúng hàng thì mình nhận, đúng hàng như em Thanh nói ngày hôm nay thì mình nhận, còn không thì hoàn hàng về cho em tự tin để cho các anh chú nhận hàng, kiểm tra hàng, thậm chí là thử hàng luôn đó, đồng kiểu với shipper là được ạ. Áo nhá, có hai túi như thế này các anh chú ạ. Đây ạ, túi rất là sâu luôn. 900.000 một sản phẩm áo ngày hôm nay, 900.000. Con này thì may rất là đẹp, các anh các chú mình có thể mua về mình so sánh với cái hàng của em nói đấy, hàng Mexico chẳng hạn. Thì là mặc dù nó cái này nó chỉ bằng 1/3, 1/4 thôi, các anh các chú cũng mua về đọ đi ạ. Một cái là 1/10 thì một cái phải là 9,5 chứ không phải là 9 nữa. Em tự tin điều đó luôn. Bởi vì là khách hàng nhà em đã mua, đã trải nghiệm rồi và vẫn quay lại tiếp tục mua. Bởi vì sau một thời gian sử dụng các chú ấy thấy vẫn thấy là rất là ok, sản phẩm chất lượng và đẹp, form dáng vẫn giữ form dáng tốt. Đây ạ. Em lên mã nhá. Mã B1 ạ. Màu xanh nhạt anh nhá chú nhá, màu xanh nhạt ạ. Chứ
Cái này thì nó nhạt hơn hẳn so với cái quần đấy. So với cái quần này thì nó màu nhạt hơn rất là nhiều nhá. Cái quần này thì nó hợp với màu xanh đậm này. Nó chỉ ghép bộ được màu xanh đậm với lại quần thôi. Còn đây là màu xanh nhạt, các anh các chú mà muốn ghép bộ ấy thì nó không ghép được bộ bởi vì em không có quần màu này. Các anh chú mình mua về mình phối với bất cứ một cái quần áo nào thì đều hợp luôn. Bởi vì những cái tông màu nhà em lấy về ấy, nó cực kỳ dễ mặc. Nó là tông màu xanh, nó tông màu xanh từ đậm đến nhạt ấy. Cho nên là các anh chú cực kỳ dễ phối đồ nhá. Mã B1 này. Vai 45, bụng 50 và dài 62, giá 900 các anh chú ạ, hàng mới 100%. Mã B1, vai 45, bụng 50 và dài 62 ạ. Đây ạ. Giá 900 các anh chú nhá. Chất rất là dày dặn, đây các anh chú nhìn cái sớ vải của nó đây ạ. Mã B1 này, vai 45, bụng 50 và dài 62, màu xanh nhạt. Em lên mã B2. Cũng là màu xanh nhạt luôn các anh chú nhá, cũng màu xanh nhạt, anh chú nhìn cái đường quắt của nó đây. Rất là trẻ trung. Đây ạ. Mã B2, vai 46, bụng 51 và dài 62. Vai 46, bụng 51 và dài 62. Ở trên thị trường thì rất là nhiều người bán. Nếu anh chú mình so sánh thì em nói rồi, anh chú cứ mua sản phẩm của hai shop về mình để so sánh. Chứ còn nếu mà chỉ xem video thôi, so sánh giá thì nó vô cùng lắm, rất là khó so sánh. Mã B2, vai 46, bụng 51 và dài 62, giá 900 anh chú nhá. 900.000 một em áo. Con này thì dễ, màu này cực kỳ dễ phối đồ rồi. Mã B3, màu xanh nhạt ạ. Vai 47, bụng 52 và dài 62. Vai 47, bụng 52 và dài 62, mã B3. Hoặc các anh chú mình không biết là mình, kiểu các anh chú mà không có thời gian theo dõi video này ấy, thì nếu có nhu cầu mua hàng thì cứ nói với em là chú cao từng này và nặng từng này thì em sẽ tư vấn được cái size áo. Còn quần thì các anh các chú cứ nắm được cái vòng bụng cho em thì là em sẽ gửi được đúng size cho anh chú mặc vừa. Mã B3, vai 47, bụng 52 và dài 62. Vai 47, bụng 52 và dài 62, mã B3 cũng là màu xanh nhạt các anh các chú nhá. Mã B4 ạ. Vai 49, bụng 55 và dài 65 các anh các chú ơi. Mã B4 màu xanh nhạt. Vai 49, bụng 55 và dài 65. Tác của nó đây, tác màu đỏ anh em chú nhá, toàn bộ là tác da này. Đường may của nó thì không còn gì mà nói là nó có thể đẹp hơn được nữa anh em chú ạ. Đây, toàn bộ là may đường chỉ kép này. Mã B4, vai 49, bụng 56 và dài 65. Đấy, em chỉ có 4 con xanh nhạt như thế thôi. Anh em chú mình cứ nằm, cứ cho em chiều cao cân nặng hoặc là số đo vai thì em sẽ tư vấn được anh em chú đúng kích thước. Mã tiếp theo em lên ạ. Cái này là màu xanh đậm anh em chú nhá. Màu xanh đậm đấy ạ. Màu xanh đậm thì nó sẽ hợp với màu quần này. Nếu như các anh các chú nào mà mình thích mặc cả bộ màu xanh truyền thống đấy, màu này gọi là màu xanh truyền thống, thì cứ nói với em để em chọn size cho anh các chú phù hợp ạ. Đây ạ. Mã B5, vai 46, bụng 51 và dài 63. Vai 46, bụng 51 và dài 63. Kiểu dáng nó y chang như cái kia thôi, không có gì khác, nó chỉ là một cái màu đậm hơn thôi. Đấy, nó cũng có túi này, cúc tiếc cái thứ của nó đây, cực kỳ xịn sò nhá, đường may cũng vô cùng xịn. Đó. Mã B5, vai 46, bụng 51 và dài 63. Em lên mã B6 ạ. Vai 47, bụng 52 và dài 63. Mã B6 ạ. Vai 47, bụng 52 và dài 63. Màu xanh đậm. Mã B6. Vai 47, bụng 52 và dài 63. Em lên mã tiếp theo, mã B8 các anh chú ạ. Mã B8. Vai 47, bụng 52 và dài 62. Vai 47, bụng 52 và dài 62. Mã B. Mã B7 à? Mã B7 các anh chú ạ. Em xin lỗi, mã B7. Vai 47, bụng 52 và dài 62. Màu xanh đậm. Em lên mã B8 này, cũng là màu xanh đậm nhá. Hôm nay sẽ có 6 áo xanh đậm và 4 áo xanh nhạt anh chú ạ. Mã B8. Vai 48, bụng 52 và dài 63. Vai 48, bụng 52 và dài 63, mã B8 ạ. Em lên mã B9 này các anh các chú. Mã B9. Vai 50, bụng 55 và dài 66.
Vai 50, bụng 55 và dài 66, màu xanh đậm anh em chú ạ. Cái này các anh em chú mà cao tầm khoảng 1m7 thì mặc con này là sẽ vừa đẹp. Nhưng tùy theo các anh em chú còn cái số đo kích thước vai này hoặc là bụng ấy. Nhưng mà thường các anh em chú nhà em mà cao tầm 1m7 trở lên, 1m7 đến 1m72 sẽ mặc cái size này. Mã B9, vai 50, bụng 55 và dài 66 á. Đây ạ. Màu xanh đậm. Em lên mã B10. Vai 50, bụng 55 và dài 66 á. Vai 50, bụng 55 và dài 66. Con này với lại con mã B9 thì nó bằng size nhau. Nó bằng size nhau. Các anh chú ạ, nó như chạm, nó y chang nhau thôi. Mã B10. Vai 50, bụng 55 và dài 66 á. Em hết đến màu xanh đậm rồi. Bây giờ em lên đến màu đen và vẫn là con áo may hai đường chỉ kiểu dáng như thế nhá. Mã B11 này. Vai 50, bụng 55 và dài 66 á. Đấy. Con này form nó cũng to. Ở cái màu đen này thì cũng rất là dễ mặc và nó lạ nữa. Nếu mà cái tông màu xanh các anh các chú có nhiều rồi ấy thì mình có thể chuyển sang mặc màu đen này. Mặc màu đen này thì kết hợp với bất cứ một cái quần nào cũng đều rất là ok luôn các anh các chú nhá. Nếu như các anh các chú mà kể cả mặc với quần màu trắng thì bên trong mình mặc một cái áo màu trắng đi, một cái áo thun trắng chẳng hạn. Rồi khoác một con áo này nữa. Khoác một con áo này ở ngoài đảm bảo là chất, trông nó cực kỳ chất chơi luôn. Mà phong cách nó trẻ trung năng động các anh các chú. B11, vai 50, bụng 55 và dài 65. Đó. Mã B11 ạ, màu đen các anh các chú nhá. Vai 50, bụng 55 và dài 65. Một con duy nhất ba đường chỉ các anh các chú ạ. Mã B12 đây, con này là ba đường chỉ. Ba đường chỉ em đã bán rất là nhiều và hôm nay là sót kho. Sót kho một con. Con này thì ngày trước về ấy, cháy hàng luôn. Cứ về tới đâu là các anh các chú mua tới đó. Không có để mà bán cho đến thời điểm này, thực sự là không còn để mà bán đâu ạ. Và cái màu này nhá, màu này thì nó là màu kiểu màu lông chuột à. À tiện, em xin lỗi, nó là màu xanh than. Đây ạ, mình có thể kết hợp với một bộ như thế này. Nó kết hợp với lại cái quần màu xanh đen đấy các anh các chú. Mã B12 này. Vai 51, bụng 56 và dài 71. Vai 51, bụng 56 và dài 71 các anh em chú ạ. Cái con này các anh em chú mà nặng đến khoảng tầm 80 cân mình vẫn mặc được. Đây ạ. May ba đường chỉ cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cũng cũng kiểu dáng nó như thế thôi. Nó cũng như con kia. Tuy nhiên thì nó là cái chỗ phần này nó sẽ may ba đường chỉ này, nó sẽ đặc biệt hơn một xíu. Và bây giờ em không còn hàng nữa, chỉ còn một con duy nhất sót kho này. Mã B12. Vai 51, bụng 56 và dài 71 các anh các chú nhá. Chất của nó thì rất là đẹp rồi, chất mút cốt tông 100% không co giãn. Mã B12, vai 51, bụng 56 và dài 71 ạ. Đấy, hôm nay em chỉ có 12 cái quần như thế thôi. À 12 cái áo như thế thôi, bây giờ em sẽ vào đến quần. Quần thì em cũng như mọi lần, em cũng chỉ có hai màu. Chỉ hai màu thôi các anh các chú nhá. Đây ạ. Hôm nay thì sẽ có đủ size, hôm nay là còn đủ size đây. Cho các anh chú mà mua hàng thì tranh thủ mua đi ạ. Không rồi là lại phải đợi thêm, lại phải đợi. Thực sự là có thể là như đấy, như vừa rồi là em phải cách đây phải 3 tuần rồi. Đúng không ạ? Phải đợi đến 3 tuần thì mới có hàng. Cho nên là các anh chú ngày hôm nay mà có nhu cầu đặt hàng cứ đặt đi. Cũng số lượng hàng khá là nhiều đấy. Màu xanh cũng phải đến tầm 14 15 con ấy, màu đen cũng thế, màu xanh đen cũng thế các anh chú ạ. Các anh chú chắc là mỗi mỗi một màu nó có khoảng 3 đi, từ 29 đến 36. Đây ạ. Đây là màu xanh đen. Đây là màu xanh. Đây là màu xanh đậm đấy ạ, màu xanh đậm giống với cái màu áo này các anh chú. Đó. Và quần của nó đây, em sẽ đi chi tiết. Anh chú nhìn nhá. Giúp em. Đây ạ. Cúc của nó nhá, khuy cúc của nó này. Khóa là khóa đồng. Khóa đồng. Tất cả những cái cúc nhỏ này, khuy nhỏ này, nó đều có chữ lì vai viết tắt đấy ạ. Đó. Và tất cả nó đều trần đường chỉ màu vàng. Chất cốt tông 100% phía sau bông đấy ạ. Còn cái ống quần của nó nhá, cái form quần này là quần ống đứng. Tùy theo cái số đo mà có ống quần sẽ là từ khoảng từ 29 thì nó cỡ khoảng tầm 18,5 năm các anh chú ạ. Nếu mà ống ống quần 29 thì nó sẽ là khoảng tầm 18 18,5. Và đến ống quần là size 36. Size 36 thì nó lên đến cỡ khoảng tầm được 21. Nó không phải là các anh các chú mà cần ống to ấy, ống khoảng tầm 22 23 em nói luôn là nhà em không bán cái đó. Em chỉ bán một mẫu quần duy nhất này với hai màu thôi.
Em bán biết bao nhiêu mẫu quần rồi, nhà em thì cũng lấy rất là nhiều quần về để người nhà em trải nghiệm trước. Cái nào ok thì em mới bán, chứ không phải là em cứ lấy đại về xong bán cho anh em chú đâu. Ở kênh em thì không làm điều đó, nên anh em chú yên tâm mua hàng. Nhà em người nhà sử dụng những cái hàng cũ thì em không nói rồi. Nhưng mà cái hàng mới này ấy, người nhà em phải trải nghiệm trước, phải sử dụng trước. Sau đấy là em thấy con nào, mẫu nào ok thì em sẽ trường kỳ bán mẫu đấy và cái quần đấy ạ. Riêng cái mẫu quần này thì em bán trường kỳ từ khi mà kênh em mới cách đây nửa năm cho đến bây giờ, chỉ một mẫu quần này thôi là quần jean. Chứ còn các anh chú hỏi em là lấy quần co giãn này hoặc là lấy những cái quần mà màu khác, em không có, bởi vì là thứ nhất là cái gu của khách hàng, thị hiếu của khách hàng số đông là như thế này, và bản thân em cũng thấy là nó rất là ok. Đây các anh chú nhìn ạ, phần gấu của nó nhá, nó may tất cả là đều bằng chỉ kép hết đây ạ. Về cái phần ống này, nếu như là các anh các chú mà mua về nó có bị dài ấy, bị dài một xíu em cắt lên thì cũng không có vấn đề gì. Thực ra nếu có dài lắm thì cũng chỉ là cắt đi khoảng tầm đến 5-6 cm là cùng đúng không ạ? Đây, thì đây, có cắt đi thì nó vẫn ok nhá. Đây, nó vẫn bằng như thế này. Đây ạ. Cho nên nó không ảnh hưởng đến form dáng. Em đảm bảo là nó, kể cả các anh các chú có cắt đi, nó không ảnh hưởng đến form dáng. Bởi vì là trước khi em có một cái quần mà khách hàng mua về xong cắt rồi lại đổi trả lại cho em đấy. Cắt đi đến tận hình như là cắt đi còn 96 à. 96 thì cỡ khoảng tầm cắt đi khoảng tầm 9 phân mà nó vẫn lên dáng rất là đẹp. Em bán cho một anh khách hàng ở Lạng Sơn cái quần đó. Anh ấy về anh bảo là vừa zin với anh mà rất là đẹp, cho nên anh các chú yên tâm. Em nghĩ là nếu mà cái chiều dạ chiều cao của anh chú mặc quần ấy mà cỡ tầm khoảng 95 96 thì vẫn cắt được. Còn nếu mặc ngắn hơn nữa thì không nên, bởi vì là nó sẽ không đẹp đâu ạ. Sự là tính em thì cũng thẳng thắn, có gì em nói thế. Còn những anh chú mặc quần 93 mà bảo cắt cái quần này đi thì có lẽ là nên mua mẫu quần khác. Vì là thực sự là quần này thì nó cũng không quá dài đâu. Nó cỡ khoảng tầm từ 101 à, 101 đến khoảng tầm 107. Cứ form form lớn, form to thì nó sẽ tăng cái chiều dài lên thôi. Còn đây, ống của nó thì cứ từ khoảng 18,5. 18,5 đến cỡ khoảng tầm 21. Đây, con này là size 30 đây. 18,5, size 30 chuẩn 18,5 các anh các chú nhá. Đây các anh các chú nhìn này, nó may cái đường của nó trần này, cực kỳ chắc chắn, xịn sò. Những cái con này á, nếu mà các anh các chú mua của San Francisco hoặc là Mexico sản xuất thì giá của nó khoảng tầm 2 triệu nhá. 2 triệu, thậm chí có những đợt mà nó lên đến tầm 2 triệu 3, 2 triệu 4. Ví dụ như thời điểm này là nó cao đấy, nó cao nó thể hơn 2 triệu cơ, đúng mã này. Còn nếu mà các anh em chú mua của nhà em với giá ngày hôm nay là 650.000 một sản phẩm, 650.000 với chất lượng của nó là 110, 19,5, cho nên là em tự tin để bán cái sản phẩm này tới tay các anh em chú. Nếu như các anh em chú mua cả bộ áo là 900 mà quần là 650 thì em sẽ bán là 1 triệu rưỡi ạ. Còn quần thì em bán lẻ là giá 600 rưỡi, 650.000 anh chú nhận bao ship. Tất cả đơn hàng ngày hôm nay mua một sản phẩm thôi, quần hay áo hay cả bộ em thanh đều miễn phí ship, giao hàng toàn quốc khi các anh các chú mua hàng đặt hàng. Còn trong trường hợp mình có đặt hàng về mà mình không có ưng này, hoặc là mình không mắc vừa có đổi trả cho em ấy, thì vui lòng thanh toán phí ship 2 chiều giúp em 30.000 anh các chú nhá. Đó, em có hai màu như thế, một màu xanh than và một màu xanh đen. Em xin đọc thông số của nó ạ. Size bụng 29, bụng 29 thì là bụng 78 này, size 30 là bụng 80, size 31 thì là bụng 82, size 33, size 32 ạ là bụng 84, size 33 thì là bụng 86, size 34 là bụng 88, và nó không có size 35 các anh chú nhá. Đôi khi nó có cái size 34 cộng thì nó có thể lên đến 90. Size 36 thì nó là 92, và có lúc em cũng có một cái số cái size mà size đại ấy, nó lên đến bụng là 96, 98. Cho nên các anh các chú mình cứ theo cái số đo vòng bụng của mình đặt hàng giúp em. Đó, cứ theo cái số đo vòng bụng của mình thôi thì là để em tìm đúng cái số đo cho các anh các chú để mình mặc vừa. Em xin nhắc lại ạ. Size 29 thì là bụng 78 á, size 30 là bụng 80, size 31 là bụng 82, size 32 là bụng 84, size 33 bụng 86, size 34 là bụng 88. Đó, cứ tăng lên mỗi size 1 cm các anh các chú nhá. Và em sẽ làm một cái bảng, em sẽ có một gắn một cái bảng ở trên màn hình để các anh các chú xem đây ạ. Đó, quần của nó đây, cực kỳ xịn sò. Đây là màu xanh đen, các anh các chú mua hàng thì cứ cần đọc cho em số đo vòng bụng thôi. Số đo vòng bụng báo em là chẳng hạn bụng anh 80
màu xanh đen thì em auto lấy là đây size 30 màu xanh đen. Anh ấy chú bảo là vòng bụng anh là 84 và lấy là màu xanh thì em đây size 32 nhá. Anh ấy chú đọc vòng bụng cho em thôi là em sẽ gửi đúng cái kích thước của anh ấy chú cho anh ấy chú mình mặc. Mực mặc sao vừa thôi vì form này nó cực kỳ dễ mặc luôn. Đùi nó cũng rộng thoải mái, mông thoải mái các anh các chú ạ. Nó là form quần ống đứng. À, cái con này á, riêng cái quần này em bán cho các anh các chú mà trung tuổi trở lên, từ 40 tuổi trở lên em bán á. Còn dưới 40 tuổi các anh các chú có lẽ là nên mua dáng quần khác. Còn mặc cái quần này dưới 40 tuổi trừ khi các anh các chú mà thích kiểu phong cách là chững chạc này, trưởng thành đúng không ạ? Hoặc là kiểu đơn giản thì mình mặc thôi. Còn những anh những chú mà mình thích cái phong cách là bụi bặm thì mặc quần này nó sẽ không hợp nếu mà trẻ mà lại thích phong cách bụi bặm. Còn quần này dành cho các anh các chú từ trung tuổi trở lên. Từ trung tuổi ạ. Màu xanh đen này và màu xanh, hai màu. Em chỉ bán hai màu này thôi các anh các chú nhá. Không nên hỏi em là có màu này màu kia không, em thực sự là em không có đâu và em cũng không bán. Màu xanh này và màu xanh đen. Anh các chú cứ theo cái thông số để giúp em nhá. Và em xin nhắc lại, áo ngày hôm nay thì em bán giá 900.000, quần thì em bán giá 600.000 và miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh chú đặt hàng ạ. Và mình nhận hàng. Còn trong trường hợp mình có đổi đổi này hay là trả hàng thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em 30 ngàn ạ. Và các anh chú mà cần đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832 625789 để em gửi hàng. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo của em ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.